Zombie Apocalypse. Chào mừng các bạn quay trở lại Sao Bằng Vlog nha. Lại là mình đây. Chiều tà các bạn ơi. Cà phê vừa rồi tưới có mấy bông nó chưa nở, giờ nó nở rồi nè bạn. Nó búp nè. Bạn thấy không? Giống như con cò trắng trên cây cà phê. Đó. Đây là cây bơ các bạn. Đố các bạn biết cây bơ này cây bơ gì? Các bạn đoán ra không? Trái cũng có hình tròn tròn này. Đó. Cây này là bước sang năm 3 nha các bạn. Bơ ghép bước sang năm 3. Các bạn nhận ra cây bơ gì chưa? Chung bơ này ở thị trường Việt Nam mình chắc cũng ít trồng. Ôi, hôm bữa kéo nó gãy rồi. Tọt nó cũng hơi đỏ đỏ rồi các bạn. Trái nó đấy. Nó còn cho trái rồi các bạn. Đấy, trái tròn. Các bạn có biết ở thị trường nước mình á, giống bơ nào xuất khẩu dễ nhất không? Cái giống bơ xuất khẩu dễ nhất là giống bơ Thành Bích nha các bạn nha. Nó vừa to, mình ăn lạc lạc. Bơ đó như xuất qua thị trường Campuchia, Lào, Thái Lan á. Nó nhanh. Hình như là mấy thương lái họ kêu là người dân bên đó là họ ăn gọi là tiêu thụ hết cái bơ Thành Bích rồi mới tiêu thụ các loại bơ Ba Tư, bơ Bút đó. Còn bơ của mình đây không phải là bơ Thành Bích nha các bạn. Bơ của mình đây là bơ Cuba các bạn, giống bơ Cuba. Mình trồng 2 cây thôi, không trồng nhiều. Trồng như thế nào, tại vì cái chỗ này là ngày trước mình trồng cái sầu riêng. Mình trồng sầu riêng nhưng mà cây sầu riêng nó chết cho nên mình thế vô cây bơ bút luôn. Có nghĩa là mình vườn sầu riêng mình bước qua năm thứ 4 thì cây bơ này bước sang năm thứ 3. Bước sang năm thứ 3 nha bác nha. Đấy, mình có 2 cây bơ thôi. Cây này với cây cây này thì nó phát triển to hơn nhưng mà nó cho trái không đậu lắm này. Được vài trái le que, chắc là do vừa rồi không đủ nước các bạn. Được mấy trái rồi. Thôi video này chia sẻ cho các bạn như vậy thôi. Bye bye, tạm biệt các bạn ở video sau nha.